Hello, xin chào tất cả các anh em. Mình là Thêm Thu đến từ cộng đồng đấu trường thú Việt Nam. Hôm nay mình sẽ mang đến với tất cả các anh em một trận đấu giữa SQ Khánh và Lion Reborn. Mời tất cả các anh em cùng thưởng thức trận đấu này nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa China và con gì đây? Shenlong thưa các bạn. Thì ở cái trận đấu này có thể nói là cũng ngang kèo đó, tại vì Shenlong dạng người thì nó yếu nhưng mà dạng thú thì nó mạnh. Thì chúng ta sẽ cùng xem ai sẽ là người chiến thắng ở ván đấu này đây. Bật trúng rồi, né dưới hay luôn. Hay quá Khánh ơi. Thì bạn Khánh này là một cái người chơi cũng rất là lâu năm rồi nha các bạn, nhưng mà bạn cũng rất là ít đánh. Thì khoảng thời gian gần đây thì bạn có comeback lại, thì nói chung là trình của bạn cũng khá là ổn định đó, có thể nói là trên cơ của mình đó các bạn. Thì hai bạn này có thể nói là ngang kèo nhau nha. Thì chúng ta cùng xem một pha recover vừa ôm dưới của Khánh cực kỳ chuẩn thưa các bạn, né ngay bước một nhưng mà không thoát được cái combo của Khánh. Khánh nó đánh delay cái đòn hay ha, nếu mà đánh nhanh sẽ bị né đó, nhưng mà đánh cái đòn delay cho nên là Hoàng Light Reborn nó không né được. Cái đánh delay đòn cực kỳ khó chịu nha các bạn, hất chóng rồi. Biến thú đều hóa giải, hay quá, hên quá luôn. Đó, đánh cái delay đòn cực kỳ hay luôn. Light Reborn biết né đó, né cũng rất là hay đó, nhưng mà không né được luôn các bạn. Tại vì không có biết cái đòn tiếp theo nó ra lúc nào, nhanh hay chậm. Nếu mà lỡ bấm né bấm tới là dính luôn đòn nha. Một pha ép góc của Khánh đã kết thúc được ván đấu. Hai Nho nghiêng về cho Khánh các bạn, một pha đưa cái lưng. Một pha counter bằng chiêu gồng điện khá là hay của Khánh luôn, dồn góc kìa. Một pha recover và ôm dưới, bắt ôm cái đầu của China. Rất là hay luôn. Có thể là sẽ kết thúc ván đấu này cho Shenlong các bạn. Nhìn thì có vẻ như là Khánh trên cơ ở cái ván này rồi. Thì mình dự đoán là cái ván này, cái kèo này sẽ là của Khánh nha. Tại vì ép góc nữa rồi, chắc chắn là như vậy rồi. Một pha 18 của đấm kinh không hụt. Đấm rất là chậm nhưng mà rất là khó né nha các bạn. Nếu mà đấm nhanh thì rất là dễ né. Còn cái đấm cái kiểu này thì hơi khó đón được cái đòn. Một pha bắt ôm dưới rất hay của Light Reborn luôn. Kết thúc ván đấu chắc chắn là như vậy rồi. Tỷ số được rút ngắn cho LR thưa các bạn. Khánh đất đánh rất là bình tĩnh luôn, đánh rất là từ từ luôn, không có gì vội hết á. Một cái style rất là lạ luôn các bạn. Một cái style rất là bình thường, rất là bình tĩnh, nhưng mà trong đó nó có cái sự biến hóa nha. Các bạn có thể thấy không, khi mà đối thủ đứng ở dưới đất á, đó lại Light Reborn lại bị ép góc nữa rồi. Khi mà đối thủ đứng ở dưới đất thì bạn đánh rất là từ từ, nhưng mà khi đối thủ đang bị dồn góc và bị hất lên rồi, bạn ra một cái đòn cực kỳ nhanh nha, không có đỡ được nha. Tỷ số là 1-0 đã nghiêng về cho SQ Khánh thưa các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu tiếp theo. Một cái style Shenlong cực kỳ lạ, đánh slow, đánh kiểu như là chậm đó, đánh delay đòn đó, nhưng mà rất là khó đỡ và luôn luôn ép góc Light Reborn không đỡ được. Tỷ số là 1-0 nghiêng về cho SQ Khánh thưa các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu tiếp theo giữa Long và Yugo. Ai sẽ là người chiến thắng ở ván đấu này đây? Chúng ta sẽ cùng xem style Long của Khánh đánh như thế nào đây. Thực ra Khánh là một người đánh 18 cú đấm mất thú cũng rất là tốt nha các bạn. Canh rất là chuẩn luôn đó, một pha đỡ lại và ôm. Rất là hay của Khánh luôn. Biến thú đi hoa giải của Light Reborn. Một pha né ngay bước đầu. Bị nó lừa lại rồi. Rồi xong luôn. Chúng ta sẽ cùng đến với Nho thứ hai. Đây sẽ thuộc về ai đây? Hay quá Hoàng ơi. Ấy cái lưng kia, hên quá, cái chiêu vuốt chéo lùi ít nó
hất lên rất là nhanh cho nên là đỡ được kịp cái lưng. Rồi, rất là bình tĩnh luôn các bạn, né hết toàn bộ đòn của Lyrebon luôn. Hai nho đã nghiêng về cho S Huy Khánh các bạn. Chúng ta sẽ gặp đến với ván đấu thứ ba. Block hết mọi đòn luôn, block hết mọi đòn của Hugo luôn. Khánh quá hay luôn. Thật ra là hai bạn này có thể nói là ngang kèo nhau đó các bạn, nhưng mà không biết sao nãy giờ Lyrebon nó bị áp đảo, cũng có thể là nó bị kỵ gơ nhau á, bị kỵ gơ á, cho nên là đánh nó khống chế như vậy, nó khắc chế như vậy đó. Cái gơ nó rất là quan trọng nha các bạn. Ví dụ như người này đánh thắng người kia nhưng mà có thể thua một người dưới trình, nó rất là khó chịu. Ba nho nó nghiêng về cho SV Khánh các bạn. Chúng cùng đánh với vấn đấu tiếp theo. Lại một pha đỡ dưới và ôm chuẩn nữa của Khánh. Không biết là có gỡ gạt được cái nho nào hay là không đây. Bình tĩnh vào, hay quá Khánh ơi. Hay quá hả, đúng rồi. Đúng rồi, lại phải đánh như vậy đó. Đá bồi thêm cái nữa nè. Quay lại, đó, ý chết cha, sao đá hụt cái đó. Khánh nó đánh rất là từ từ luôn, không cho Lyrebon né luôn. Ừ đúng rồi, chạy đi, chạy cho nó an toàn. Thấy không, ảnh Gunman 18 cứ đánh mất thuốc cho đẹp đó. Rồi, kết thúc vận đấu, tỷ số bây giờ là 2-0 nghiêng về cho Lyrebon, thứ X lỗi, 2-0 nghiêng về cho Khánh thưa các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với trận thứ 3. Lúc này là Sina sẽ đánh với Shen Long. Chúng ta sẽ đổi cha ở cái trận đấu đầu tiên nha các bạn. Để xem style Shen Long của Lyrebon có hạ gục được con Sina này hay là không đây. Đầu tiên là kéo gần 50% máu rồi. Chỗ điện rất là tốt của Lyrebon. Đập rất là chuẩn của Khánh luôn, bắt được cái đòn đánh dưới của Lyrebon. Ô, quá hay luôn, mất thú luôn rồi. Đó, thú Shen Long nó dễ mất lắm các bạn. Thú của Shen Long nó rất là dễ mất máu, nên nó rất là dễ mất mana. Rồi, xong luôn kết thúc ván đấu. Một nho nó nghiêng về cho SQ Khánh các bạn. Hay quá, nửa cái máu luôn rồi. Rất là áp đảo luôn các bạn ơi. Rất là áp đảo luôn, kèo này rất là áp đảo luôn. Hơi khó cho Lyrebon rồi. Các bạn thấy không, style của Lyrebon Shen Long rất là khác nha. Đánh ép và đánh nhanh và bị né. Còn Khánh nó đánh rất là từ từ. Hay quá, một pha bắt lên vuông cực kỳ hay của Khánh luôn. Canh được Hoàng đánh cái đòn dưới và kết thúc bằng một cái chiêu đạp sau rất là chuẩn mực. Cực kỳ hay của Khánh. Đây có thể là một pha thể hiện trình độ rất là hay. Một pha comeback không thể nào mà đẹp hơn được nữa. Nếu mà các bạn theo dõi kênh của mình lâu thì các bạn sẽ biết Lyrebon trình như thế nào nhá. Từng là một thời đánh ngang ngửa với gần ngang ngửa với Hùng VTA đó. Chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu thứ tư. Một pha đạp sao chuẩn của Shen Long các bạn. Có vẻ như là Hoàng đã nhận ra, đây là Bon đã nhận ra rằng là không nên đánh nhanh rồi. Lại một pha bắt đòn dưới chuẩn nữa của Sina, một pha đập sao chuẩn nữa, y chang như cái đòn bài, những cái bài nãy giờ luôn. Một pha thể hiện của, có thể nói là trình này là trình của cao thủ nha các bạn. Một pha bắt ôm dưới nữa, kết thúc đấu, có thể là sẽ kết thúc đấu ở cái đoạn tiếp theo, chắc chắn là như vậy luôn. Chắc chắn là như vậy rồi. Kết thúc ván đấu. Rất là chóng vánh cho Sina thưa các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu tiếp theo. Tỷ số bây giờ đang là 3-0 nghiêng về cho SV Khánh nha. Chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu tiếp theo. Stun sẽ đấu với Gado. Hai con này đánh nó sẽ có thể nói là sẽ ngang kèo nè. Một con thì chịu đạn tốt, còn một con thì đam to. Nắm đầu, nắm chân, đạp. Ây da, né cái chiêu đó hay vậy. Nói chiêu đó hay quá Khánh ơi. Hay quá Hoàng ơi. Đúng rồi, phải. Đúng rồi, cancel lại.
sao sao không có chào anh luôn, hay quá, gào lại kịp nếu không bị hất lên rồi. Đúng rồi Hằng ơi, đánh từ từ thôi ấy. Rồi xong nắm đầu. Hay quá. Đánh với ACB luôn. Đánh với ACB luôn. Một nho đã nghiêng về cho Gado của Larrybon. Chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu tiếp theo. Ô, một pha recover. Nếu mà không recover bậc 2 là vừa rồi là sẽ bị nhồi nha các bạn. Có vẻ như là trận này thì Gado nó trên cơ rồi. Không phải là hơn trình, mà là tại vì các bạn có thể thấy là từ nho đầu tiên đến bây giờ con Gado nó tấn công dồn dập và nó không có để cho con Stun có cơ hội để phản đòn, thì đó là một cái kiểu như là lấy công phòng thủ á, lấy công để mà khắc chế cái phòng thủ á. Thì thay vì phòng thủ nhiều thì lúc này mình sẽ tấn công nhiều, thì chưa có để cho thằng SV Khánh nó đánh được cái gì cả. Nếu mà để cho SV Khánh đánh được thì có thể sẽ là một thế trận khác nha các bạn. Các bạn sẽ cùng xem ở cái ván đấu thứ ba này Khánh có đánh được hay là không đây. Đó, Hoàng đang áp dụng cái chiến thuật là áp sát nha các bạn, không có để cho hở một cái khoảng cách nào hết á. Khánh nó lộn ra chỗ xa là Hoàng nó chạy lại liền đó, dồn dập như thế ha các bạn thấy ha. Rồi bị hất rồi, còn thú tại vì cái con Gado nó chịu đạn cũng tốt lắm đó, các bạn thấy này đó, chạy lại liền thấy không, không có để cho thằng Khánh nó hở ra cái pha nào hết á, đánh áp sát rất là tốt luôn. Nếu mà để cho Khánh ra được những cái chiêu theo ý muốn thì có thể là trận đấu sẽ không còn lợi thế cho Gado nữa. Rất là hay, một cái chiến thuật rất là hay của Lyrebon luôn. Đúng rồi, một pha recover định đỡ dưới nhưng mà bị đập đầu. Hay quá, cancel âm hay là không đây? Không cancel âm luôn. Hay quá, cancel của đá rất là hay luôn. Có thể là trận đấu sẽ kết thúc tại đây thưa các bạn. Có thể là trận đấu sẽ kết thúc tại đây. Đó, cancel là chết ngắt luôn nè. Rồi, xong. Một chiến thuật áp sát rất là hay của Gado. Lyrebon đã rút ngắn được tỷ số 3-1 thưa các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu thứ 5. Đó các bạn thấy không? Cái chiến thuật nó rất là quan trọng nha. Chiến thuật trong đánh VS Mod nó rất là quan trọng. Chúng ta sẽ cùng xem đánh lại con Sina có kết thúc được ván đấu này là không đây. Bị âm dưới recover bậc 2. Né ngay bước 1 luôn. Hay quá Khánh ơi, né ngay bước 1 luôn. Cả hai cùng biến thuốc. Chắc chắn là như vậy luôn. Nếu mà Hoàng nó ép được như Gado nãy á, đừng có cho con Yugo này ra đòn á, thì mới có thể chiến thắng được. Đúng rồi đó, như ACB luôn các bạn. Đánh những cái đòn rất là hay luôn. Đó các bạn thấy không? Có vẻ như Hoàng nó nhận ra được rằng là phải áp sát rồi đó. Đó, chạy lại đúng rồi. Đừng có cho Khánh hở miếng nào hết á. Né ngay bước đầu và phản đòn luôn, rất là hay luôn. Những cái trận đầu tiên thì để cho Khánh nó đánh nhiều quá, cho nên là không có phản đòn được. Thì lúc này đã thay đổi chiến thuật rồi đó. Tỷ số bây giờ là 2-0 nghiêng về cho Lyrebon. Thưa các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu thứ 3, round thứ 3. Get ready. Trận đấu này sẽ nghiêng về ở đây. Hay quá, một pha recover bậc 2 để không bị hất, để không bị nhồi. Nếu mà không có recover là sẽ bị nhồi ở cái chiêu thứ 2 rồi nha. Tay của Khánh cũng rất là nhanh đấy các bạn. Tay Khánh rất là nhanh đó. Chúng ta sẽ cùng xem có rút ngắn được nhau nào hay là không đây. Hoàng đang mất lợi thế về thú rồi. Một cái té nữa sẽ là mất thú cho Khánh thưa các bạn. Có thể là sẽ kết thúc cho Khánh. Hay quá Hoàng ơi. Mất thú rồi. Có kết thúc được hay không đây. Một pha né trên không cực kỳ nhạy của Hoàng luôn. Rất là hay. Một pha kết thúc rất là đẹp luôn. Phải nói rất là đẹp. Một cái pha kết thúc né trên không nhờ cái pha bật dậy của Khánh.
Hoàng nó dụ cho Khánh bật dậy để nhảy lên, xong cái nó né trên không á, rất là hay luôn. Một pha kết thúc cực kỳ ảo diệu. Khen cái pha kết thúc đó không là gần hết cái bán đấu tiếp theo rồi. Quá hay. Có thể nói một cái pha vừa rồi có thể nói là trình đó là Oga nhập đó. Oga nhập đó. Đấy. Đánh bại rồi. Tỷ số được rút ngắn 3-2 thưa các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu tiếp theo. Lợi thế đang dần được lấy lại bởi Liribon. Chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu tiếp theo. Một con chịu đựng cực kỳ yếu và một con đam cực kỳ to ở cái ván đấu thứ 6 này. Xin Long với những cái đòn delay của Khánh có chiến thắng được con Gado hay là không đây? Liên tiếp là hai pha đạp vô mặt. Quá hay luôn. Trận đấu diễn ra cực kỳ căng thẳng với hai bạn luôn. Thì như cứ nhận xét lúc đầu của mình là hai bạn này ngang kèo đó các bạn. Đó các bạn thấy không? Giờ cái thấy cái cục diện của trận đấu nó thay đổi đó các bạn có thể thấy không? Thì lúc đầu mình nói đó, hai bạn này là ngang kèo nhưng mà có thể là do cái lối đánh nó khắc chế nhau hoặc là nó bị kỵ gơ nhau á. Thì đó các bạn có thể thấy dần lấy lại được cái thế cân bằng rồi, tỷ số bây giờ đang là 3-2. Liribon tỷ số là 2 nha các bạn. Mộc Nho đã nghiêng về cho Khánh. Chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu tiếp theo. Những cái đòn delay của Khánh rất là hay luôn. Không có đấm liên tục 4 cái nha. Đấm rất là chậm luôn. Bỏ. Ừ. Hay quá. Đúng rồi, chập chân. Đúng rồi Khánh. Ê, cái chiêu mà đánh bòi bằng chặt chân hai cái đó chỉ block Viro 3 trở lên mới chặt chúng hai cái đó nha. Còn nếu mà bản 2 này nó chỉ chặt chúng con cái thôi. Biến thú để hóa giải nào, đúng rồi. Hay quá, kết thúc ván đấu luôn, tỷ số là 1 nho được cân bằng các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với round thứ 3. Không biết là ván đấu này có rút ngắn được tỷ số hay là không đây. Đó. Hoàng nó buông tay luôn, nó không thèm rì co luôn. Tại vì nếu rì co là sẽ biên Khánh đánh nữa. Nó rất là hay. Nó thấy không? Các bạn thấy không? Rì co là chết. Rồi xong. Hai Nho đã nghiêng về cho SQ Khánh. Chúng ta cùng đến với ván đấu tiếp theo. Mất thú cho cả hai rồi. Nãy Khánh nó bắt mấy cái đòn đánh dưới của Sinh Long để đập đầu khá là hay ha. Nãy giờ chưa thấy Hoàng bắt được cái chiêu đó. Aya đánh bòi hơi chậm cho nên là bị bật rồi. Rất là mong chờ Hoàng gỡ hòa luôn. Tại vì trận đấu hòa nó sẽ hấp dẫn hơn. Quyền đỏ, ấy không có quyền đỏ rồi. Đánh delay đòn rất là style, rất là hay của Khánh luôn các bạn. Có thể là kết thúc ván đấu này rồi. Chắc chắn là kết thúc ván đấu này rồi. Dồn góc với những cái đòn delay và Hoàng không né được. Cái chiêu gồng điện của con Gado cực kỳ chậm luôn. Vừa gồng điện giơ cái chân lên là bị người ta đánh rồi. Nó chỉ để cancel thôi chứ đừng có gồng đưa cái chân ra. Gồng đưa cái chân ra rất là dở luôn. Đúng rồi. Ê, một pha recover bậc 2 né được cái chiêu fire rất là hay. Nếu mà không biết recover bậc 2 hồi nãy nha, dính cái bọc đầu xong dính cái chiêu fire chết queo luôn á, đảm bảo luôn á. Chứ không có đợi tới cái chiêu cắn hồi nãy đâu. Nho đã được rút ngắn cho Liribon thưa các bạn. Hay quá. Tận dụng lúc còn dặn thú dặn người nào. Sao không được gặp đầu nữa cho nó bất ngờ. Hay quá Hoàng ơi. Chết cha mất thú rồi. Rồi dồn góc nữa rồi. Đúng rồi, có sơ hở rồi kìa. Đánh rất là từ từ, rất là khó chịu của Khánh luôn các bạn. Sẽ thấy rất là khó chịu luôn. Đánh rất là từ từ, không có né được. Hoàng không biết làm cách nào để phản đòn luôn. Hay quá, chặt chân. Ô, hay đó, hay đó. Hay quá, hay quá. Khánh nó không có tận dụng được cái đòn
delay và bị Hoàng nó né. Rốt cuộc thì cũng cân bằng được tỷ số 3 nho đều các bạn. Chúng ta sẽ cùng xem tận dụng lúc còn dạng người kỹ năng yếu, tận dụng lúc còn dạng người sức chịu đựng rất là yếu, kết thúc trận đấu nào. Đó, trong lúc đánh cancel bằng thú để hồi máu luôn. Các bạn thấy tính toán ghê không? Không kết thúc được trận đấu này là thua đó nha Khánh. Đam nó rất là to nha Khánh. Đúng rồi, khiệu cái nơi chết ngắt. Rồi, quá hay luôn. Trận đấu diễn ra cực kỳ hay, một pha lật thế cờ của Liverpool cực kỳ hay, tỷ số bây giờ là 3 đều thưa các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu thứ 7. China sẽ đến với Sen Long. Một trận đấu cực kỳ căng thẳng, cực kỳ hay luôn. Một pha bị dẫn trước 3-0 và bây giờ là cân bằng tỷ số 3 đều rồi. Chúng ta sẽ cùng xem lại style Sen Long của Liverpool có tiến thắng được con China hay là không đây. Các bạn thấy cái style delay đòn của Sen Long lật sai cho cả hai rồi đó các bạn thấy ha. Lần đầu tiên thấy một người đánh Sen Long như là Khánh rất là lạ luôn, nhưng mà cũng rất là hay, rất là lợi hại, rất là khó chịu. Ôm hộp rồi, chắc chắn là kết thúc trận đấu này cho China rồi. Khiêu nhẹ một cái thôi đó. Đó, thấy không? Khiêu nhẹ cái là xong. Một nho đã nghiêng về cho SV Khánh. Thưa bạn, chúng sẽ vượt qua ván đấu tiếp theo. Đây có thể nói là một trong những cái sàn đấu xấu nhất game này. Một cái sàn đấu không có màu sắc, một cái sàn đấu không có cái cảnh vật, không có cái gì hết. Màu sắc xám xịt. Thì 2-3 ngày để kiểu như random nó cho nên nó ra cái sân này. Mộc Nho để nghiêng về xin lỗi, Mộc Nho đối địch Tân Hoàng. Thưa bạn, chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu tiếp theo. Ai sẽ được một chiến thắng đây? Hấp chón. Hay quá Hoàng ơi. Đúng rồi, có perfect là không đây Hoàng ơi. Chắc chắn là perfect cho Hoàng rồi. Một pha dồn đam trên không rất là hay của Liverpool. Chúng sẽ cùng đến với ván đấu tiếp theo. Lại hất lên nữa rồi. Lần này thì có biến thú để hóa giải cho Khánh rồi. Hay quá. Xì tay y như Oga Tatsumi luôn. Nhưng mà hơi cùi hơn, hơi phèn hơn. Chắc chắn là kết thúc ván đấu này cho China rồi. Không cửa nào mà kết thúc cho Sen Long cơ. Hai cái dạng người thì chắc chắn là Sen Long nó yếu thế hơn rất là nhiều. Những cái đòn nó ra đều có quy lực, một tay một chân cả, cho nên là khi nào đánh cái gì thì bị China nó bắt bài hết. Và China ở cái dạng người thì đam nó cũng rất là cao hơn China Sen Long ở dạng thú ha. Cho nên là lợi thế hoàn toàn thuộc về China. Rồi xong luôn, kết thúc trận đấu cho China, chắc chắn như vậy rồi. Một pha đá và lá vô mặt. Sen Long này bị mắt đỏ nha. Hay quá, một pha né nữa nhưng mà đập hụt. Đập hụt thì sẽ bị đạp lại thôi. Biến thú. Đúng rồi, nhờ biến thú mới thoát được cái cú đạp đó đó. Hay quá, một pha cancel đá điện. Dồn đam giống nãy nào. Cố lên nào Hoàng ơi. Một pha bắt lên vuông cực kỳ hay của SV Khánh luôn các bạn. Chanh me Hoàng nó ra ngay cái đòn đánh dưới, bấm lên vuông nhảy lên đập đầu. Ôm của Sen Long cực kỳ ít máu luôn. Rồi, ai sẽ là người chiến thắng đây? Biến thú. Khoan hay biến thú, cái pha đó có thể là sẽ kết thúc được ván đấu. Biến thú bị Hoàng nó bắt bài. Tại vì sau cái khoảnh khắc mà khoảng 0.1, 0.2 giây gì sau cái thời gian biến thú á, là không có đỡ đòn được chứ các bạn. Rất là có hại luôn. Nếu mà đánh với một người cao thủ biết cái lúc mà mình biến thú á, là sẽ bị ăn đòn ngay lập tức sau khi biến thú. Lại một pha canh lên vuông chuẩn nữa của SV Khánh thưa các bạn. Thương hiệu luôn rồi. Quyền đỏ.
một cái pha quyền đỏ rất là được ít thấy trong các cái trận đấu online thưa các bạn. Tại vì quyền đỏ thì rất là dễ bị né, nhưng mà cái, ở trong cái trận đấu vừa rồi, cái tâm lý đang bị dồn gốc, và cái tâm lý nó sẽ ra cái đoạn lui lui vuông cộng đầu để cancel tiếp theo, cho nên là không có đỡ cái quyền đỏ. Rất là hay cho Lyra Bone, tỷ số bây giờ đang được nâng lên cho Lyra Bone là 3-4 thưa các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu tiếp theo, Yugo và Long. Ai sẽ là người chiến thắng ván đấu này đây? Hình như là cái trận đấu này hai cái cha này hồi nãy đánh rồi hay sao á. Chúng ta cùng xem có 18 cái đấu mất thú của SV Khánh là không đây. Hết mana rồi. Rồi, mất luôn, khỏi mất thú gì hết á. Tự mất thú luôn, khỏi đấm gì hết. Hay quá Hoàng ơi. Hay quá mất thú. Ép sát vô giống hồi nãy vậy đó. Đúng rồi. Khi đối thủ gần hết máu thì chỉ việc đấm nhẹ thôi. Anh 47 set như vậy đấy. Anh 47 nói như vậy đó nha các bạn. 47 set như vậy đấy. Khi đối thủ gần hết máu chỉ việc đánh dưới thôi. Đừng làm gì hết. Không cần làm gì tốn mồ hôi hết. Một pha dồn gấp của SV Khánh. Chờ hả con, chờ ra đòn hả con, mất thú luôn. Đỡ dưới và ôm lại những cái đòn quen thuộc của SV Khánh từ đầu đến giờ. Rồi, kết thúc ván đấu luôn. Một pha bắt được sơ hở của Yugo, rất là hay của SV Khánh luôn. Cộng đầu. Phá ôm của Lyra Bone thưa các bạn. Hay quá, né ngay bước 1 luôn. Né ngay bước 1 luôn, hai ông này né ngay bước đầu tiên á. Quá hay luôn. Mất cái lợi thế dồn gốc rồi. Rồi. Ô, một pha phá ôm rất là hay của Khánh luôn. Một pha canh lơ lửng của Lyra Bone và chạy lại ôm. Nhưng mà Khánh nó bắt được, nó bắt bài được. Phá ôm rất là hay luôn Khánh ơi. Đúng rồi, phải tận dụng thời cơ như vậy. Bình luận mà cũng rất là hồi hộp đúng không bạn? Thật sự, coi hai bạn này đánh rất là hồi hộp. Hồi nãy rất là sợ Hoàng nó thua, thiệt luôn á. Nhưng mà hơi hên là nó đánh bồi kịp cái chiêu đó. Rất là mong chờ 18 cái đấm mất thú đến từ SU Khánh các bạn. Nhưng mà nhìn cái tình thế này thì có vẻ như là hơi khó cho Khánh đấy. Có vẻ như là hơi khó đấy. Đây, lật sai rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu tiếp theo. Hai nho đều rồi. Đây, 18 của đám mất thú đây, chuẩn bị dồn ra nè, đó. Nè, chuẩn bị dồn nè, chuẩn bị nè. Khánh nó đang me dữ lắm rồi đó. Đó. Nếu mà còn máu là sẽ dùng 18 cái đấm mất thú nha các bạn. Nhặt cái là Hoàng nó hết máu rồi. Tỷ số bị là 3 nhau nghiêng về cho SV Khánh. Chúng ta cũng đến với ván đấu tiếp theo. Nếu mà vừa rồi mà còn máu là sẽ dính 18 cái đấm mất thú nha. Khánh sử dụng 18 cái đấm mất thú rất là chuẩn nha các bạn. Bấm cái nào dính cái đó đó. Một pha phá ôm của Hoàng. Kết thúc ván đấu và tỷ số đã được rút ngắn thưa bạn. Chúng tỷ số đã được cân bằng 3 nhiêu đều. Chúng ta sẽ đánh với ván đấu tiếp theo. Ai sẽ được chiến thắng ván đấu này đây? Lưng kìa. Đúng. Ê, lệch sai liên tục luôn. Cả hai cùng lệch sai liên tục luôn. Đánh không ai đánh chúng ai hết. Ê, bậy rồi Hoàng ơi, hên quá. Đỡ kịp. Kìa, có lời thấy máu rồi, ulti luôn các bạn ơi. Chúng ta sẽ cùng đến với những giây cuối cùng, có thể là trận đấu sẽ thuộc về Khánh, về Hoàng. Chắc chắn là như vậy rồi, tỷ số đã được nâng lên. Tỷ số đã được nâng lên 3-8 thưa các bạn, chúng ta cùng đến với ván đấu tiếp theo. Ai sẽ được chiến thắng ở ván đấu này đây? Đây là ván đấu thứ 9, 3-5 chứ, 3-5.
thì số 3 năm mình đọc lộn nha. Đây là mình đang bình luận trực tiếp luôn á, chưa hề xem qua lần nào luôn các bạn. Đây là cảm xúc lần đầu tiên luôn á. Hai bạn đánh quá hay luôn. Một pha recover bậc 2 thưa các bạn. Vừa rồi là Khánh recover bậc 2 để không bị hất lên nha. Một pha bị đập đầu rồi và bị chóng rồi, nhưng mà recover lại kịp đỡ cái pha hất lên đó. Rất là hay cho Vương Khánh luôn. Hoàng thì không có recover cái chiêu đó rồi. Hay quá, đáp nhưng mà Hoàng nó đỡ được. Vì có nè, quá hay Đường Khánh ơi. Nhưng mà nho đầu tiên nó thuộc về Hoàng rồi. Khánh nó đánh đẹp hơn Hoàng nó, nhưng mà cái hiệu quả thì nó bị Hoàng nó lấy cái hiệu quả rồi. Có vẻ như là Hoàng nó bắt bài được những cái đòn của Khánh rồi. Đá điện sẽ cancel lại ở cái thứ nhất. Chết cha mày chưa, mày nhảy khơi khơi hả con. Đá vừa lái vô mặt nè. Chắc chắn là cái thứ vô đấu này rồi. Một pha đá tới dưới của Sina. Đó là một cái mẹo nha các bạn. Đó là một cái mẹo nha. Nếu mà các bạn chơi game này nhiều các bạn để ý, thì đó là một cái đòn khác với cái đòn tới đá nha. Khác hoàn toàn luôn. Cái đòn tới đá nó có đến 3 nước để thi triển lận. Nó có ba nhánh để thi triển nha các bạn. Thì vừa rồi là Khánh thi nhánh theo một cái triển là đá dưới đó. Nếu mà các bạn biết chơi game này các bạn sẽ hiểu mình nói gì. Có thể là sẽ kết thúc cho Khánh. Bị đá giờ lái lại và mất thú luôn rồi. Rất là bình tĩnh Hoàng ơi. Ôm dưới hụt. Bất lợi đã nghiêng về cho Khánh rồi. Bất lợi đã nghiêng về cho Khánh rồi. Chắc chắn là kết thúc của đấu này. Hai nho đã nghiêng về cho Hoàng đây nè. Còn pha đập sao chuẩn. Né. Đá. Né. Toàn né ngay bước đầu thôi. Mất thú cho Hoàng rồi. Quá hay luôn. Hay quá Khánh ơi. Cố lên nào Khánh ơi. Lúc này mình cố vũ Khánh nha các bạn. Tại vì Khánh nó đang bị lỗ vốn rồi. Delay đòn nhưng mà bị Hoàng nó mắc bài rồi. Chắc chắn là kết thúc ván đấu này cho Khánh luôn. Chắc chắn là như vậy luôn. Chỉ cần hở một cái nhẹ thôi các bạn thấy không. Hai nhau đều. Chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu tiếp theo. Lần này thì không có cancel điện đến từ Khánh. Chọn. Ý. Canh cái điểm rơi. Tệ vậy. Cái nữa nè. Hay quá, delay đòn rất là hay luôn. Đúng rồi. Đó các bạn thấy không? Biến thú rất là có hại chứ không phải là có lợi đâu nha. Biến không đúng lúc sẽ là một cái tác hại rất là lớn. Bị đập đầu chúng không recover lại. Thì các bạn như từ đầu game rồi, các bạn có thể thấy là Khánh recover bậc 2 tốt hơn là Hoàng nha các bạn. Khánh recover bậc 2 tốt hơn Hoàng. Như là một số pha các bạn có thể thấy đó. Đáng lẽ là phải hất lên được. Nhưng mà Khánh recover không hất lên được luôn. Rất là hay. Nhảy qua nhảy lại con. Tỷ số bây giờ là 3 nhau rồi các bạn. Chúng ta cùng đến với ván đấu cuối cùng. Ai sẽ là người chiến thắng ở ván đấu này đây. Biến. Đúng rồi. Bậy rồi. Chưa đứng dậy mà đập cái gì không biết nữa. Đúng rồi. Phải cao tơ như vậy cho mất thú. Một pha recover bậc 2 nữa các bạn thấy không. Khánh recover bậc 2 không có cho hất lên luôn. Rất là hay. Nữa nè. Lần này thì không kịp rồi. Cố gắng nó không recover kịp rồi. Chắc chắn là kết thúc ván đấu này cho ông Hoàng rồi. Cũng chưa biết nữa. Nói chung mình nói vậy thôi cũng chưa biết kết thúc về ai nữa. Chết mẹ rồi. Kìa lưng kìa. Rồi xong. Tỷ số được rút ngắn 4-5. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở cái video tiếp theo. Mình là Thêm Vua đến từ cộng đồng đấu trường thú Việt Nam.